Câu chuyện Hoa Hồng, Diệp Mai tìm được trí kỷ hậu ly hôn Trong câu chuyện Hoa Hồng tập mới nhất, Hoàng Diệp Mai nêu Diệp Phi soạn đơn ly hôn. Bất chấp việc chồng cô không đồng ý và dọa dạ sẽ không cho cô gặp con gái. Có lẽ cô đã quyết tâm phải thoát khỏi cuộc hôn nhân giam giữ sự tự do và vừa lấp ánh hào quang của cô suốt bao năm. Ở một cảnh Phương Hiệp Văn Lâm Canh Tân trở về nhà sau khi uống say, lại bắt đầu hạnh huệ Hoàng Diệp Mai. Em có biết công ty của anh bán được bao nhiêu tiền không? Hoàng Diệp Mai, em vẫn luôn coi thường anh, có phải em vẫn luôn cảm thấy anh không xứng với em hay không? Giữa lúc Hoàng Diệp Mai quyết chia tay người chồng gia trưởng, thích kiểm soát lại nghe lời mẹ. Người đàn ông thứ ba và cũng là tri kỷ của cô xuất hiện, đó là Phó Gia Minh Hoắc Kiến Hoa, ở trong nhóm bạn của Hoàng Trấn Hoa Đồng Đại Vĩ. Cùng lúc này, tình đầu của cô Trang Quốc Đồng Bành Quản Anh cũng từ Pháp trở về, ngỏ ý muốn nối lại tình xưa, anh có thể dần học cách trông trẻ, anh không thể mất em lần nữa. Trang Quốc Đống bé con của Hoàng Diệp Mai nhìn thẳng vào cô và nói. Vừa bày tỏ tình cảm với Hoàng Diệp Mai, Trang Quốc Đống lại giống như nhiều năm trước, bỏ cô ở lại để đi Pháp. Chẳng còn chút tình cảm nào với người đàn ông này, Hoàng Diệp Mai lạnh nhạt chúc anh thượng lộ bình an. Hoàng Diệp Mai và Phó Gia Minh, mặc dù không quen biết cũng chưa từng gặp qua trước đó nhưng hai người vừa nhìn, liền nhận ra danh tính của đối phương. Cả hai về nhà sau chạm mặt ở một trường mầm non nhưng có vẻ ấn tượng của Hoàng Diệp Mai về phó gia minh lại không tốt lắm. Anh theo dõi tôi à, đây là trường mầm non, lưu manh chảnh xa một chút. Thầy phó gia minh khó hiểu, Hoàng Diệp Mai giải thích, lần đầu gặp mặt đã uống thuốc kia, anh không phải là nưu manh nào gì. Lần đầu tiên gặp đã theo người ta về nhà, hai chúng ta rốt cuộc ai mới là nưu manh. Ở một diễn biến khác, mẹ của quản lý tô đã tìm gặp Hoàng Trần Hoa để bàn bạc vấn đề sinh lễ. Bà nói với anh gả con gái đi phải nhận sinh lễ, nếu không nhận được sinh lễ thì nhà tôi sẽ bị người ta chê cười. Hoàng Trần Hoa cũng hiểu chuyện đưa sinh lễ khi cưới vợ là chuyện bình thường, nên hỏi xem quy tắc quê. Mẹ của quản lý tô sau đó yêu cầu anh chuẩn bị khoản sinh lễ 200.000 nhân dân tệ hơn 700 triệu đồng. Hoàng Trần Hoa không khỏi bất ngờ khi biết em gái mình đi cùng Phó Gia Minh. Không phải Diệp Mai đã sắp xếp một câu đố trong chuyện nạm nghệ thuật hay sao, chỉ có Phó Gia Minh giải được. Sau khi biết về đối tượng mới của em gái, Hoàng Trần Hoa cảm thấy lo lắng mong rằng cô sẽ không một lần nữa vấp ngã. Ở diễn biến sau đó, Phó Gia Minh đỡ Hoàng Diệp Mai lên chiếc thuyền nhỏ nhưng vì cô bước quá mạnh nên cả hai ngã nhào xuống thuyền. Em có phải yêu tôi rồi không? Phó Gia Minh vuốt nhẹ tóc Hoàng Diệp Mai và hỏi cô. Trước câu hỏi của Phó Gia Minh, Hoàng Diệp Mai nhìn thẳng mắt anh và cười nhẹ. Đang tiếc chưa hạnh phúc được bao lâu, Phó Gia Minh phát hiện mình bị bệnh. Người bạn do dự không biết có nên nói chuyện này cho Hoàng Diệp Mai hay không. Tuy nhiên một người khác đã ngăn anh lại. Đừng nói chuyện giữa hai người bọn họ, họ sẽ tự giải quyết. Hơn nữa đây là khoảng thời gian ngọt ngào của họ, cậu nói mấy chuyện không vui làm gì chứ.